thời gian và không gian đều chẳng phải sự thật chân thật là do trong tâm của chúng ta sản sinh ra khái niệm trừu tượng cho rằng có trên thực tế đến vết tích cũng tìm không thấy đây chính là nền khoa học được nói đến trong phật phá là khoa học cao cấp Phật phá đại thừa Thường nói chính là Ngay lúc này Đây là sự thật Cách nói này là chân thật Chính ngay lúc này Không phải quá khứ Cũng chẳng phải tương lai Không phải thế giới này Cũng chẳng có nơi khác không hề tồn tại thời không cho nên vô lượng ký chỉ là một niệm một niệm chính là vô lượng ký không còn thời gian phẩm phổ hiền hạnh nguyện lại chế Chọn hết thầy ký là một niệm Và trong một niệm thấy ba đời Trong một niệm nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai Đây đều là hiển thị ra Duyên, xúc, đồng thời duyên tức là kéo dài thời gian một niệm kéo thành vô lượng ký đây gọi là duyên suốt nghĩa là biến vô lượng ký thành một niệm nên nói lời chân thật cùng bạn tam thế nhất như Đây là nói chân tướng sự thật với chúng ta. Vì vậy đại sớ ví như giấc mộng một đêm kéo dài cả trăm năm. Giống như nhân vật vào triều đường Được nói đến Trong tiểu thuyết Hoàng Lương Mộng Người tốt tài này nằm mơ Trong mơ anh ta lên kinh ứng thí Và thí đổ Lòng tràn đầy niềm vui Về sau làm quan làm được rất khá Mỗi năm đều thăng quan Sau cùng làm đến chức tệ tướng Lúc này anh ta rất đắc ý Người có ân Báo ân Người có oán thì báo thù Trong lòng Rất hả hê Thẩm thoá Đã đến tuổi xế chiều Mộng thấy cả một đời Một lúc sau tỉnh mộng Bên cạnh là một vị đạo sĩ già Vị này Có công phu Thấy được cảnh giới trong mộng của người này Hỏi anh ta Sao? Làm tệ tướng thấy thế nào? Bên cạnh nồi cơm cái vàng trên bếp Vẫn chưa chỉnh Anh ta từ lúc lên kinh đi thi Đến lúc làm tệ tướng rồi về hưu Giấc mơ này đã mơ Trọn vẹn Một đời của anh ta Một trăm năm chỉ là mấy phút mà thôi Kéo dài rút ngắn cùng một lố Người tối tài Trải qua giấc mộng này Liền giác ngộ Đời người là giả Chẳng phải thật Vì thế phải nhớ rằng Mọi thứ đều là giả Phật trong Kinh Kim Cang có nói Tất cả Pháp hữu vi Như mộng huyễn bào ảnh như lộ diệt như điện Ở đây nó đến tốc độ rất nhanh Chỉ như bật nứa Như anh chết vậy Một chút là biến mớ phiền có người Đối người, đối sự, đối vợ Đều đừng cho là thật Cho là thật Sẽ tạo nghiệp Tạo nghiệp liền cảm về quả báo Chẳng như ý là giả vậy hà tất cho là thơ hà tất tự mình làm khó chính mình chúng ta phải tin vào câu nói này nhất định hay không nổi người khác đâu tôi thường nói bạn khởi lên cái tấm hại người hại người ta ba phần bản thân mình thì sao hại đến bảy phần hại mình bảy phần cái khoản này lúc nào mới tính chết đi rồi mới hiểu khổ báo ở tam đồ lời của phật là thật giáo huấn của thánh hiền cũng là thật Vậy chúng ta phải tha thứ cho người Tha thứ chính là tô phước Tích phước đức cho bản thân Không thể tha thứ Phước của mình cũng không còn Nên gặp phải những chuyện Không lành Bạn nhìn xem Bạn có thể làm được Đó là tô phước Không thể làm được là tạo tội người vì sao lại không tu phước chứ trong báo cáo về hải hiền lão hòa thượng có một việc một người thanh niên đến thu tiền điện lão hòa thượng nhìn thấy hóa đơn bèn hỏi anh ta số tiền trên tờ hóa đơn do ngài không biết chữ Vừa hỏi mới biết số tiền rất lớn Ngài liền hỏi Vì sao tiền điện tháng này Là nhiều hơn tháng trước Nhiều như vậy Người thanh niên này Liền đánh ngài hai bạc tay Lão Hòa Thượng lập tức đưa tiền cho anh ta Khi người thanh niên đi rồi người xung quanh nhìn thấy rất tức giận không phục muốn tìm anh ta lại để lý luận lão hòa thượng bèn nói bỏ đi người xuất gia phải nhẫn nhục ba lá mờ đánh tôi coi như gãy ngứa cho tôi nhổ vào mặt tôi coi như rửa mặt cho tôi thôi một chút oán hận cũng không có đều dàn xếp ổn thỏa. Đây là gì? Là phước báo. Tù phước báo. Người đến ngày, bản thân họ tạo tội nghiệp. Nếu như cái lòng oán hận là sai, tại vì sao? Vì hóa ra sẽ oan oan tương báo. Việc này phiền phớ. Chúng ta biết thế gian này, mọi thứ đều là giả vậy bạn hà Tớ phải tính toán làm gì từng chút một đều là tích lũy công đức thà thử cho người không cần phải tính toán với họ thiệt thòi là phúc câu này là sự thật một chút cũng không sai Người hồ đồ gọi là người hồ đồ hiếm có Họ chỉ giả hồ đồ Tức không phải Người hồ đồ thật sự Không tính toán với người Cam tâm tình nguyện Chịu thiệt thòi mắc lừa Thì bình yên Tuyệt đừng để trong tâm Người này về sau có phước báo lớn điều này chúng ta nhất định phải nhớ kỹ phước báo nhân thiền chẳng dễ gì hưởng được vì sao vậy vì nó quá phức tạp nên cả đời tu hành Đoạn ác tu thiện tích lũy công đức Tuyệt không cầu phước báo Nhân thiền Cầu cái gì? Chỉ cầu vạn sanh tịnh độ Đến thế giới cực lạc Gần gũi Á Di Đà Phật Quyết định một đời Chứng đắc vô thượng bồ đề mới gọi là trí huệ chân thật chân thật đại phúc sau khi thành phật đi giáo hóa chúng sanh chẳng luận thể hiện như thế nào đều không mấy hoặc điên đảo điều này mới đúng Phật có thể hiện tất cả thân Hiện thân Phật Bồ Tát Hiện thân A-la-hán Hay thân quốc vương Hay thân tệ tướng Trong 32 ứng thân Thân gì Cũng đều có thể hiện được Nhưng không hề khởi tâm đồng niệm Không hề phân biệt chấp trước Giống như Phật Thích ca ơn như vậy Thị hiện bác tướng thành đạo Nhưng không khởi tâm đồng niệm Nếu các ngài khởi tâm đồng niệm Các ngài là Phàm Phu Không phải Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát chẳng luận Thị hiện thân gì Đều không khởi tâm đồng niệm Cho nên các ngài không tạo nghiệp Không khởi tâm không đồng niệm Gọi là tịnh nghiệp Tịnh nghiệp sẽ không có quả báo của tam giới lục đạo đây gọi là đắc đại tự tại trong kinh này giọng trâm phẩm đại giáo viên khởi có nói có thể trong khoảng một niệm trụ vô lượng ức ký điều này hoan nghiêm có trong kính này cũng có trong phẩm Đức Tuân Phổ Hiền Phẩm thứ hai Trong khoảng một niệm qua khắp hết thảy Cõi Phật Bạn xem Vô lượng vô biên cõi nước của chư Phật Đều dạo chơi hết một lượt Cần bao nhiêu thời gian Trong khoảng một niệm Tại vì sao Do có thể hiện vô lượng vô biên thân Mỗi một thân dạng một cõi nước thời gian rất ngắn là xem qua hết thảy phạm tán tán phật đức cũng chế trong khoảng một bữa ăn là đi qua mười phương vô biên cõi tịnh những câu như vậy đều hiển thị huyện môn thứ chín này tức là không còn thời gian Thời gian là giả, không phải thật. Niệm Phật một niệm phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. A à, Di Đà Phật, liên đài chờ sẵn Tây phương, đời ai tỉnh mộng xả ly ta bà. Phát tâm niệm Phật Di Đà. Đến khi chú mạng Di-đà rước đi A-di-đà à, Phật